Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối ngày 2 tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy và vi phạm trật tự xây dựng tại một số địa phương. Cùng đi với đoàn có các đồng chí lãnh đạo đại diện Công an huyện, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và lãnh đạo các xã đến kiểm tra. Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại đê Tà Tích đoạn qua xã Cấn Hữu, đoạn đê xảy ra sự cố sạt trạm bơm tiêu Cấn Hạ, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty nhựa Anh Tú, chợ Bương Cấn Hữu, chợ Long Phú Hòa Thạch, kiểm tra một số hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và kiểm tra công tác vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Cấn Hữu, Hòa Thạch, Phú Cát. Qua kiểm tra thực tế và nghe các phòng ban cơ quan liên quan báo cáo, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp với Công ty Thủy lợi Sông Tích, các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra vận hành các trạm bơm, đảm bảo hoạt động tốt, kiểm tra phát hiện kịp thời các sự cố sạt lở có thể xảy ra, kịp thời xử lý đối với các trường hợp đổ phế thải xây dựng tại chân đê và các công trình thủy lợi, đảm bảo các điều kiện phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão với phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng công an từ huyện đến xã cần tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra. Trong công tác thi công cần đảm bảo an toàn xây dựng như có biển báo an toàn, bố trí lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông. Đối với công tác vi phạm xây dựng trên đất công và đất nông nghiệp còn diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Ban Quản lý Trật tự xây dựng cần phối hợp với các xã thị trấn kiểm tra thường xuyên để phát hiện các trường hợp vi phạm, báo cáo và có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Quốc Oai đã thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024 đã phát hiện xử lý 489 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, xử phạt sắp xỉ 3,9 tỷ đồng, tạm giữ nhiều phương tiện giao thông vi phạm. Lực lượng cảnh sát trật tự đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý 127 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, xử phạt 23,3 triệu đồng. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện tốt việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sau khi được Ủy ban dân huyện phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xã Đại Thành đã chuyển đổi toàn bộ diện tích 165 ha đất nông nghiệp sang trồng cây ăn quả, kết hợp nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm. Đến nay, diện tích nhãn chín muộn xã Đại Thành đã tăng lên 175 ha. Năm 2023, tổng sản lượng nhãn của huyện Quốc Oai đạt 4.000 tấn. Nhãn chín muộn Đại Thành đã khẳng định chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất kinh doanh sản phẩm một cách hiệu quả và bền vững. Với chất lượng vượt trội, nhãn chín muộn Đại Thành đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản và một số nước châu Âu. Đối với thị trường trong nước, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành ký kết hợp đồng tiêu thụ với các đơn vị như Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu GreenPat, Công ty Thực phẩm Sạch Big Green, Công ty Cổ phần 5S Pro. Sản phẩm nhãn chín muộn của Hợp tác xã Đại Thành đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đồng thời, năm 2021, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá phân hạng và quyết định công nhận hai loại nhãn chín muộn Đại Thành HTM1 và nhãn chín muộn Đại Thành HTM2 là sản phẩm OCOP 4 sao. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.